Bản chất của một lũ khỉ trường sơn https://youtube.com/gạch chéo youtu.bae/gạch chéo anmezy5s/nối ix4.hỏi list bằng tlp qmty w nt iw m z i by v7 5 z w 2 gy w d t v channel mẹ nó sợ gì https://gạch chéo youtu.bae/gạch chéo 76s/gạch dưới w gp4 w w.hỏi list bằng tlp qmty w nt iw m z i by v7 5 z w 2 gy w d t v channel. Số phận TT Phạm Minh Chính sau vụ lộ clip văng tục khi bình phẩm về các quan chức Mỹ, như tôi đã thường nói với quý vị rồi, bọn cầm quyền Việt Cộng này là một lũ khỉ Trường Sơn. Mà con khỉ đầu đàn là Nguyễn Phú Trọng. Thằng nào chức vụ càng cao thằng đó là thằng văng tục, mất dạy và thô bỉ nhất. Hệ thống của chế độ Việt Cộng là thế đấy. Nếu nó là những thằng có đạo đức, có giáo dục, có lương tâm, chúng nó đã không vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi vào rồi thì thằng nào cũng phải học tập theo con khỉ đầu đàn, theo hệ thống quyền lực kim tự tháp. Bởi thế, tôi chẳng lạ gì khi thằng Phạm Minh Chính văng tục đờ ụ mẹ nó chứ, sợ đờ éo gì. Hai chữ ụ và éo là tôi thêm vào đấy. Tôi thêm dùm để giúp cho thằng Chính đấy, để nó khỏi bị ấm ức. Khi muốn nói thế mà chẳng dám nói thế vì còn một chút sợ. Tâm lý của thằng còn chút sợ hay nói sợ đờ éo gì? Tụi Mỹ nó muốn thâu âm thì cứ cho nó thâu âm, sợ đờ éo gì? Đi đến nước Mỹ, nhất là tòa Bạch Ốc đầy máy quay hình ấy, thế mà chúng nó nói chuyện với nhau như họp chợ cá. Trong clip người ta còn thấy rõ thằng đại tướng ăn bò rát vàng trả 51.000 đô la Mỹ Tô Lâm. Chúng nó coi như thằng Tô Lâm này chẳng làm gì sai trái nên cho Lâm được tháp tùng theo phái đoàn. Đúng là bọn khỉ Trường Sơn. Tôi nói là để phân biệt với loài khỉ nhà được con người dạy dỗ. Còn hiểu biết điều sai điều đúng, nhận biết được sự xấu hổ, không như loại khỉ Trường Sơn này. Loại khỉ sống trong rừng rú nên làm gì mà biết xấu hổ. Chúng nó làm việc xấu hổ nhục quốc thể, làm nhục lây cho cả dân tộc Việt Nam. Vì thế, mình là người Việt Nam, mình phải lên tiếng. Đâu phải cứ im lặng hoài được. Đâu thể để bọn chúng nó tiếp tục phá hoại đất nước Việt Nam của mình. Thế giới sẽ khinh thường người Việt Nam của mình. Con khỉ Trường Sơn đầu đàn Nguyễn Phú Trọng đối với mình mới là con khỉ đáng bị nguyền rủa nhất. Nó mới là thằng phá hoại đất nước kinh hoàng nhất. Gần 80 tuổi rồi, hai chân nó đi lúc lắc lục cục như hai cái chân giả, người ta phải mang tã giúp cho nó khỏi ị bệnh, thế mà nó vẫn tham lam quyền tổng bí thư và còn kiêm nhiệm thêm 12 chức vụ khác nữa. Mới ghê gớm chứ, như anh Trương Quốc Huy nói. Còn tôi tính ra nó kiêm thêm 7 chức vụ thôi. Nhắc đến nó, tôi phải nhắc hoài tội lường gạt của nó khi nó hứa với toàn dân. Toàn Đảng Cộng sản Việt Nam rằng nó chỉ làm thêm 1/2 nhiệm kỳ hai thôi, vì tuổi của nó đã quá cao. Ai dè nó chơi luôn nguyên nhiệm kỳ hai, nghĩa là làm thêm 2,5 năm nữa, tức 10 năm trời. Xong đâu đấy? Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ làm được tối đa 2 nhiệm kỳ, nó cũng đạp luôn, làm thêm nhiệm kỳ 3 nữa. Cái tham nhũng quyền lực là cái tôi ghét nhất. Đơn giản vì quyền lực nó đẻ ra nhiều tiền lắm. Càng có nhiều quyền lực sẽ càng giàu, nên nó giàu hơn đại tướng Tô Lâm nhiều lắm. Nó thuật lại câu chuyện có thằng cán bộ VC mang một cái vali tiền đô đưa ra trước mặt nó. Trọng bảo rằng nó không lấy, nhưng chẳng thấy nó nói việc tố giác tội phạm. Ai là người cầm vali đó, đến nay chúng ta cũng chẳng biết. Kết luận thằng Trọng nó mang tội đồng lõa rồi. Hay tội bao che cho bọn tham nhũng như chính nó đã bao che cho Tô Lâm ăn bò rát vàng 37.000 bảng Anh bằng 51.000 đô la Mỹ mà tôi đã bình luận ở những clip trước. Phải nói, chúng nó là một bầy khỉ Trường Sơn, hại nước, hại dân, phản quốc, chỉ biết làm những chuyện nhục quốc thể. Bản chất của loài khỉ Trường Sơn là thế đấy. Chỉ còn một cách chót là toàn dân Việt Nam phải đứng lên dẹp tan bầy khỉ Trường Sơn này mới mang lại sự thanh bình, ấm no, giàu có cho toàn dân Việt.